Tựa game Anime Defender vừa mới update vài tiếng trước thôi, thế nhưng mọi thứ thực sự đã bùng nổ. Và điều thú vị nhất trong update lần này đó chính là ba con secret cùng một lúc đã được ra mắt. Và điều còn bùng nổ hơn nữa là cách để sở hữu chúng. Đó chính là miễn phí. Đúng rồi đấy, bạn không nghe nhầm đâu, chính là miễn phí luôn đó. Mình không đùa đâu. Và chào mừng các bạn đến với Tao Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhìn qua update mới của Anime Defender và cách để sở hữu cả ba unit secret mới này một cách miễn phí nhé. Trước hết, chúng ta hãy cùng đến với unit dễ sở hữu nhất nhé. Đó chính là Demon Lord. Theo như mình thấy thì unit này được admin lấy cảm hứng từ Muzan trong bộ anime Kimetsu no Yaiba. Tiếp đến là unit secret mới, được admin lấy cảm hứng từ Guts trong bộ manga Berserk. Và cuối cùng chính là Asian Dragon, trong bộ anime nào thì mình cũng không biết luôn. Vì tới thời điểm mình làm video này thì mình vẫn chưa thấy ai sở hữu được nó cả. Và để lấy được các unit này 100% thì bạn cần phải sở hữu cho mình một cánh cổng có tên là Portal Secret. Lưu ý là phải có cụm từ Secret hoặc Bí ẩn nếu bạn dùng tiếng Việt, nằm ở trong ngoặc bên cạnh cái tên của cái cổng này đấy nhé. Và một khi sở hữu cánh cổng này trong kho đồ và mở nó ra để mọi người có thể cùng tham gia với bạn, hoặc không có ai nếu bạn là một kẻ weeaboo cô đơn, thì chắc chắn bạn sẽ được 100% nhận được con secret này, miễn là bạn chiến thắng được cái bottle secret này. Và tất nhiên là cái map này cũng không quá khó, nên khả năng rất cao là bạn sẽ có được 100% sở hữu con unit secret này sau khi chiến thắng. Tuy nhiên, nếu ngay từ đầu mà bạn không sở hữu cánh cổng đó thì sao? Không sao đâu, bạn có thể đi kẻ với người khác. Nhưng lần này tỷ lệ rơi ra con secret mới này không phải là 100% nữa, mà chỉ có 2% thôi. Đúng vậy, đây là một tỷ lệ siêu hiếm. Bạn sẽ thấy tỷ lệ rơi ra con secret này, nếu đi ké, nó chỉ ngang với tỷ lệ rơi ra hai con mythic khi chúng ta đi red là 1.5%. Cũng ngang ngang mà phải không? Và từ lúc chơi cái game này cho tới bây giờ không biết bao nhiêu lần mình đi red mà mình chưa một lần nào nhận được một trong hai con unit mythic là Water Grandmaster và Bee King với cái tỷ lệ 1.5% đó. Thì bây giờ với 2% ra con secret mới này thì chắc là mình không dám mơ tới. Thế cho nên cứ sở hữu cái cổng đó trước và tự mở ra là ổn áp nhất. Nhưng mà khoan, làm sao để có thể sở hữu được cái cổng đó? Rất vui vì bạn đã hỏi. Trong bản update mới này, admin không làm khó người chơi hệ cày chay. Đó chính là bạn cần phải có một cái cổng bottle mythic. Nhớ là phải có chữ mythic nằm trong dấu ngoặc nhé. Vậy chắc là bạn hiểu rồi chứ. Chúng ta cần một cái cổng để mở một cái cổng khác. Nghe hơi quằn đúng không? Và lần này tỷ lệ không còn 100% đâu. Mà khi bạn sở hữu cái cổng bottle mythic thì tỷ lệ bạn sở hữu được cánh cổng secret chỉ có 20% đối với Demon Lord, khoảng 10% đối với Curse Berserk Knight và 3% đối với Asian Dragon. Đúng rồi đấy, bạn không nghe lầm đâu. Các tỷ lệ lấy được cái cánh cổng secret này cho unit Asian Dragon là siêu thấp, chỉ 3% thôi. Kể cả bạn có là người mở cổng đi chăng nữa. Thế cho nên, xem ra là một khi có cái cổng secret rồi thì 100% là bạn sẽ sở hữu được con secret của cái cổng đó luôn, miễn là bạn là người mở cổng và chiến thắng cái map trời đó. Thế nên, vấn đề của chúng ta không phải là làm thế nào để có được unit secret, mà đúng hơn là làm thế nào để có được cái cổng secret. Và nếu bạn để ý, khi bấm vào xem thông tin vật phẩm bottle này, bạn sẽ thấy là bạn có thể sở hữu được tổng cộng 50 cổng cùng một lúc tối đa. Nghĩa là nếu bạn tập trung đi tìm các cánh cổng secret, bạn có thể để dành được tối đa tới 50 cánh cổng với tỷ lệ 100% ra con secret sau mỗi cánh cổng đó luôn. Tiếc một cái là các cái cổng này không chạy được. Thế cho nên, của ai người nấy giữ, mà nay người nấy xài, nên share cho nhau cũng được. Nhưng tỷ lệ người được share chỉ nhận được unit secret 2% thôi. Mà khoan, làm thế nào để sở hữu được cái cổng mythic này? Để có thể tìm được cái cổng secret, câu trả lời là chúng ta cần phải sở hữu cánh cổng Legendary để có được nó. Nghĩa là bạn sẽ cần có một cái cổng để có tỷ lệ nhận được một cái cổng khác. Chắc tới đây là bạn đã hiểu cơ chế rồi phải không? Bạn sẽ cần phải có một cái cổng từ Rare lên tới Epic, rồi lên tới Legendary, rồi sau đó là Mythic và cuối cùng là Secret. Từ đây ta có thể hiểu, để nhận được một unit Secret thì bạn cần có tới tận 5 giai đoạn. Và điều này là áp dụng cho tất cả các unit Secret mới ra luôn, chứ không riêng gì Demon Lord, chứ không riêng gì Demon Lord Muzan cả. Đầu tiên thì bạn cần phải có cái cổng dễ sở hữu nhất, đó là Rare. Nếu chiến thắng cổng Rare thì 100% bạn sẽ nhận được cổng Epic. Và từ cổng Epic thì tỷ lệ cao bạn sẽ nhận được cổng Legendary. Rồi từ Legendary bạn sẽ có một chút tỷ lệ may mắn cũng khá ổn cho cổng Mythic. Và sau đó bạn sẽ có một tỷ lệ phần trăm nhỏ để tìm được cổng Secret. Thế nhưng nếu như ngay từ đầu bạn không có bất kỳ một cái cổng nào trong người thì sao? Cách sở hữu cổng Rare và Epic. Trong cập nhật mới này, hai cánh cổng Rare và Epic sẽ luôn xuất hiện ở bên trong chế độ Infinity. Quả thật là mình công nhận đây là một update giúp cho chế độ Infinity này bớt nhàm chán, khi mà trước đây nó cho chúng ta gems và một ít reroll hoặc một ít xúc sắc. Tuy nhiên giờ đây thì khi bấm vào, bạn sẽ thấy có một tỷ lệ phần trăm khá ổn để nhận được hai loại cánh cổng Rare và Epic này. Nếu lướt sơ qua thì bạn sẽ thấy rằng chơi map càng khó thì tỷ lệ rơi ra các cổng này càng cao, nên hãy chuẩn bị những unit đủ mạnh để vượt qua Way Infinity nhé.
Các cánh cổng cho mỗi con Secret được phân bố như sau. Nếu bạn muốn tìm Secret Demon Lord thì bạn hãy đi chế độ Infinity của 3 map đầu tiên. Đó là Windmill Village, Haunted City và Crush Academy. Với Crush Academy, có tỷ lệ rơi ra cổng cao nhất là 50% cho Rare và 25% cho Epic. Nếu bạn muốn tìm Unit Secret Curse Berserk Knight thì hãy đi Infinity một trong 3 map tiếp theo. Đó là Blue Planet, Underwater Temple, Swordman Dojo. Với map Swordman Dojo có tỷ lệ cao nhất là 50% cho Rare và 25% cho Epic. Và cuối cùng, nếu bạn muốn đi tìm Secret cho Asian Dragon thì bạn hãy đi chế độ Infinity của hai map cuối cùng là Snowy Wood và Crystal Cave, với tỷ lệ cao nhất của Crystal Cave là 50% cho Rare và 30% cho Epic. Tuy nhiên, vì những map này là những map Infinity nên chúng ta không thể nào thắng mà cứ đi mãi thôi. Và bạn sẽ thắc mắc rằng là đi tới khi nào mới nhận được phần quà này, đúng không? Mình cũng nghĩ như các bạn. Sau khi lên các cộng đồng xem qua thì có nhiều người bảo rằng 10 quay thì nó sẽ có tỷ lệ xuất hiện một lần. Còn có người thì nói cứ 30 quay thì nó sẽ xuất hiện một lần. Và mình cũng không rõ câu trả lời nào là đúng chắc cả. Khá là khó chịu phải không? Chúng ta không thể mất quá nhiều thời gian mà cứ ngồi treo Infinity trong khi không biết khi nào mới nhận được mấy cái cổng này. Thế cho nên là mình đã vào test thử tất cả các map và mình đã nhận ra rằng bạn sẽ cần phải đi ít nhất là wave 30 trở lên cho tất cả các map để có khả năng nhận được phần thưởng. Và khi nhận được phần thưởng thì nó sẽ hiện thông báo như thế này đây. Tuy nhiên cũng có trường hợp mình đi hơn wave 30 nhưng không nhận được gì cả. Nhưng lên tới hơn wave 40 thì mình lại nhận được. Từ đó mình cho rằng là trung bình cứ 30 cho tới 40 wave bạn sẽ được nhận thưởng một lần. Tuy nhiên cái phần nhận thưởng đó có thể bao gồm hoặc không bao gồm các bottle này. Vì như các bạn thấy đấy, nó có tỷ lệ xuất hiện là khoảng 50% cho Rare và 25% cho Epic. Thế nên không chắc rằng cứ đi 30 wave là sẽ có đâu. Tuy nhiên khi đó mình tưởng rằng dù mình khá xui khi đi tới wave 31 vẫn không có thì sao? Thì mình cứ treo qua đó thôi, tới wave 41 hoặc hơn thì sẽ có mà thôi. Và mình đã thử treo tới tận wave 60 xem có chuyện gì xảy ra khi chúng ta trải qua hai lần 30 wave liên tục. Và mình nhận thấy rằng không phải là 30 wave mà chính xác là 15 wave là bạn sẽ nhận được phần thưởng. Hơi rối và khó hiểu phải không? Để mình giải thích cơ chế của nó cho bạn dễ hiểu hơn một chút nhé. Khi bắt đầu chế độ Infinity ở bất kỳ map nào, bạn sẽ nhận được phần thưởng là gem cho mỗi một wave bạn hoàn thành. Và phần thưởng gem cứ thế gửi cho bạn sau mỗi wave bạn vượt qua. Và cứ thế cho tới khi bạn hoàn thành được wave 30 và đến wave 31. Khi đó bạn sẽ nhận được một phần thưởng là gem cùng với các vật phẩm khác đi kèm, như là vật phẩm dùng để nâng cấp, đồ ăn cho unit và đặc biệt là các bottle. Có thể là một cái epic, một cái rare hoặc là không được cái nào cả nếu bạn quá xui. Nhưng không sao, bắt đầu từ wave 31 tới wave 45, bạn sẽ vẫn nhận được gem cho mỗi wave như bình thường. Nhưng khi hết wave 45 để qua wave 46 thì bạn lại nhận được một phần thưởng nữa. Lần này cũng giống như khi nãy, có thể là một epic hoặc một rare, hoặc là cả hai, hoặc là không có gì cả, mà chỉ nhận được đồ ăn cho unit và vật phẩm nâng cấp unit mà thôi, nếu như bạn quá xui. Và nếu bạn cứ tiếp tục đi Infinity tiếp cho tới wave 61 thì điều tương tự lại xảy ra. Và cứ như thế, mỗi 15 wave bạn sẽ nhận được phần thưởng và phần thưởng này sẽ được gửi thẳng vào ạc của bạn luôn. Nên là nếu bạn có lỡ bị disconnect, thoát giữa chừng hoặc thua đi chăng nữa thì bạn vẫn nhận được các phần thưởng này như thường. Cơ chế này khá dễ hiểu đúng không? Vì chắc chắn admin nhận ra rằng các wave càng về sau thì unit càng mạnh và ra rất đông và rất lâu mới có thể hoàn thành được một wave. Vậy cho nên sẽ càng cần vượt qua ít wave hơn cho mỗi wave về sau của chế độ Infinity. Tuy nhiên theo cơ chế này thì wave 100 trở lên thì sao? Cái này mình cũng không biết nữa vì mình chưa chơi thử. Tuy nhiên mình khuyên các bạn là không nên treo quá lâu trừ khi bạn muốn leo top. Nếu bạn chỉ muốn đi tìm cổng rare và epic thôi thì bạn có thể thoát ở các mốc là 31, 46 và 61. Hoặc tốt nhất là cứ đi tới wave 31 rồi thoát thì sẽ khá là tối ưu. Ngoài ra các cổng này cũng xuất hiện trong các thử thách challenge nữa đấy. Nó xuất hiện với tỷ lệ nhận được cũng giống như các ngôi sao vậy. Thế nên là hãy nhớ canh các challenge mỗi 1 tiếng đồng hồ nhé. Vậy cơ bản, để nhận được con Secret này là dễ hay là khó? Theo mình thấy thì các con Secret như Demon Lord và Crush Berserk Knight khá là dễ để sở hữu. Nhưng mà cái con Secret này đây, Agent Dragon, với tỷ lệ tìm ra được cái cổng Secret cho nó là 3% cho mỗi cổng Mythic mà mình có. Mình nghĩ là nó sẽ quằng kinh khủng luôn. Và kinh khủng cỡ nào, chúng ta cần phải đi Infinity bao nhiêu lần để có thể sở hữu được nó? Đừng lo, mình đã có đáp án cho bài toán này rồi đây. Để giải quyết bài toán này thì ta cần tính xác suất tổng hợp từ mỗi bước để cuối cùng nhận được cái cổng Secret. Sau đó ta sẽ tìm ra được số lần tham gia chế độ Infinity cần thiết để đạt được xác suất là 100% để bạn có thể sở hữu được một cái cổng Secret. Đầu tiên là từ cổng Secret,
Để xác suất nhận được cổng Secret từ cổng Mythic, chúng ta có 3%. Lưu ý là mình đang nói tới cái cổng của con Asian Dragon đấy nhé, vì theo mình thấy thì nó hiếm nhất hiện tại rồi. Và tiếp theo là để có được cổng Mythic từ cổng Legendary, chúng ta sẽ có 40%. Vậy nên xác suất để chúng ta nhận thẳng một phát từ cổng Legendary lên tới cổng Secret là 0.4 nhân cho 0.03 là sẽ bằng 0.012, hay đúng hơn là 1.2%. Và để nhận được cổng Legendary từ cổng Epic, chúng ta sẽ có 60%. Và xác suất để nhận liên tục từ cổng Epic này lên tới cổng Secret là 0.6 nhân cho 0.012 sẽ bằng 0.0072 hay 0.72%. Và để nhận được cổng Epic này từ cổng Rare thì luôn luôn là 100%. Nên xác suất đi thẳng một phát từ cổng Rare cho tới cổng Secret là không đổi, vẫn là 0.72%. Và như các bạn đã biết, xác suất để nhận được cổng Epic từ chế độ Infinity là 25%. Thế nên, xác suất nhận được cổng Secret thẳng một phát từ Infinity cho tới Epic rồi thẳng tới Secret luôn là 0.25 nhân cho 0.0072 là sẽ bằng 0.0018 hay là 0.18%. Và tổng xác suất từ chế độ Infinity mà bạn nhận được thông qua cả cổng Rare và cổng Epic là 0.036 cộng cho 0.0018 là sẽ bằng 0.0054 hay là 0.54%. Nghe có vẻ hơi học thuật rồi phải không? Nên bây giờ chúng ta nên tính ra số lần tham gia chế độ Infinity để gần như 100% sẽ nhận được cổng Secret nhé. Để đạt được xác suất gần như chắc chắn 100%, chúng ta sẽ dùng phân phối hình học, trong đó số lần tham gia được tính theo số xác suất không nhận được cổng Secret trong mỗi lần tham gia. Có nghĩa là chúng ta cần phải đưa xác suất mà chúng ta xui hết mức có thể về gần tới con số 0 nhất. Và mình sẽ đặt ký hiệu B cho số lần bạn siêu xui xẻo khi không nhận được gì sau khi tìm cổng Secret thông qua cổng Mythic. Để đảm bảo xác suất gần như chắc chắn là 99.9% để có được cổng Secret, chúng ta sẽ có phương trình như sau. 1 trừ cho 0.0054 mũ N cần phải nhỏ hơn hoặc bằng 0.001. Và ta cần phải giải cái phương trình này để tìm ra N. Chúng ta sẽ đặt logarit tự nhiên của 1 trừ cho 0.0054 mũ N nhỏ hơn hoặc bằng logarit tự nhiên của 0.001. Và chúng ta sẽ có N là khoảng 1.279.21. Vậy trung bình, bạn cần tham gia vào chế độ Infinity khoảng 1.280 lần để gần như có chắc chắn 99.9% bạn sẽ nhận được cái cổng Secret này. Nghe thật điên rồ phải không? Tóm lại thì theo mình thấy, với số lần đi Infinity tới Wave 31 cho 1.280 lần để tìm ra con unit này cũng khá là khoai đấy. Mình nghĩ sớm thôi sẽ có người nhận được nó. Nhưng nếu theo xác suất trên thì bạn sẽ mất khá khá thời gian để có thể đạt được nó đấy. Tuy nhiên nó miễn phí mà phải không? Và mình tin chắc rằng con unit Asian Dragon này cũng rất mạnh nữa, nên là biết đâu nó lại rất xứng đáng thì sao? Mình nghĩ admin cũng đang nghĩ cho người chơi free to play khá nhiều đấy. Tuy nhiên, để mà free to play theo kiểu này thì cũng hơi khoai, đặc biệt là việc trade các cổng này cũng không thể thực hiện được. Tuy nhiên biết đâu trong tương lai, mọi người sẽ nghĩ ra một trò mới, đó là đồng thuận trade với nhau cái gì đó để cho một lần đi chung cổng với mình thì sao? Cũng thú vị đúng không? Các bạn nghĩ sao với update về các cổng mới này? Comment phía dưới cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.